Rất vui khi chào mừng mọi người trở lại với kênh YouTube của công ty Aqualife. Các bạn có thể xem nhiều video hơn bằng cách like, chia sẻ hoặc đăng ký kênh để nhận được những video bổ ích tiếp theo. Xin chào các bạn. Sau khi theo dõi hai video trước, các bạn đã biết cách tự chế bồn lọc nước, lựa chọn mua linh kiện ở đâu, liệt kê được chi phí, ngân sách đầu tư cho bồn lọc nước, lấy nước sạch sử dụng cho sinh hoạt của gia đình và cho mục đích riêng của chính mình. Video hôm nay tiếp theo, chúng tôi tiếp tục chia sẻ đến bà con cách chọn loại vật liệu lọc, cách tính sao cho hiệu quả, chọn những loại vật liệu lọc nào thích hợp để đổ vào bồn tự làm tại nhà. Các bạn nhớ xem đến cuối video để biết chọn những loại vật liệu lọc nào nhé. Video hôm nay, chúng tôi chia sẻ tất tần tật những vấn đề đó để các bạn được tham khảo và dễ hình dung. Để biết được cần bao nhiêu vật liệu lọc đổ vào cho một bồn lọc, chúng ta cần biết khối lượng riêng của từng loại vật liệu lọc. Mục đích là để chúng ta đổi từ thể tích sang trọng lượng của từng vật liệu lọc, để từ đó chúng ta có thể linh động tính và chuyển đổi giữa trọng lượng hay thể tích. Theo nghiên cứu của chúng tôi thì sỏi có trọng lượng riêng là 1,4 kg trên 1 lít. Than hoạt tính có trọng lượng riêng nhẹ hơn so với sỏi, nó tương đương 0,7 kg trên 1 lít. Quặng mangan dùng để khử phèn và khử kim loại thì nó có trọng lượng riêng là 1 kg trên 1 lít. Cát có khối lượng riêng cũng tương đương với sỏi là 1,4 kg trên 1 lít. Lớp trên cùng là aluat, hạt này có khối lượng riêng gần bằng 1 kg trên 1 lít, chính xác là 0,98 kg trên lít. Cái thông số của chúng tôi nghiên cứu ở đây là chỉ tương đối thôi, không phải tuyệt đối. Các bạn có thể linh động để tính sao cho phù hợp với cái bồn lọc của mình. Ngoài ra, các bạn có thể nghiên cứu thêm những loại vật liệu khác có khối lượng riêng khác nhau và những loại vật liệu giữa các hãng khác nhau hay từng vùng khác nhau nó cũng có trọng lượng riêng khác nhau. Do đó, chúng ta cần tham khảo thêm và nghiên cứu nhiều tài liệu để biết được con số chính xác nhất. Ở đây là tương đối là cũng gần như chính xác rồi. Các bạn có thể áp dụng theo cái thể tích này để đổi ra cái trọng lượng cho nó phù hợp và tính được con số cụ thể. Ngoài ra, nếu các bạn có những nghiên cứu tốt hơn và chính xác hơn thì có thể để lại ý kiến đóng góp. Chúng tôi sẽ tiếp thu và phát triển hơn ở những video tiếp theo. Rất hoan nghênh những ý kiến đóng góp của các bạn. Từ khối lượng riêng tham khảo được ở trên, chúng ta tính được khối lượng vật liệu lọc cụ thể đổ vào bồn lọc 200 lít như sau. Chúng ta đổ vật liệu lọc vào bồn 200 lít, khoảng 65% bồn. Ở dưới cùng, chúng tôi tính được lớp sỏi là 40 kg. Lớp sỏi này chúng tôi đổ khoảng 15 cm. Lớp sỏi này chúng ta đổ làm sao cho ngập được ống lượt 49 để đỡ các vật liệu lọc ở trên, chỉ cho nước đi theo ống lượt ra ngoài mà không cho các loại vật liệu lọc ở trên theo dòng nước theo ra ngoài. Ở trên đổ 15 cm lớp than, chúng tôi tính được là 25 kg. Lớp than này có chức năng khử mùi, khử chất hữu cơ, khử màu trong nước. Lớp này các bạn có thể đổ nhiều hơn nếu mùi nặng hoặc là màu nhiều. Còn nếu mà mùi ít thì chúng ta có thể đổ lớp này mỏng hơn một tí cũng được. Trên lớp than, chúng ta đổ lớp mangan 15 cm. Lớp này chúng tôi tính được khoảng 30 kg. Theo cái trọng lượng riêng, các bạn tham khảo lúc nãy các bạn tự tính ra nhé. Hoặc các bạn xem đến cuối video, chúng tôi sẽ có công thức tính cho các bạn. Lớp mangan này rất quan trọng. Các bạn có thể thay thế bằng các lớp vật liệu khác tương tự. Mangan thì có chức năng là khử phèn, khử kim loại, khử các chất vô cơ trong nước và khử các chất độc tố trong nước. Ở dưới lớp than cũng có chức năng là khử các chất độc tố mà hữu cơ trong nước. Lớp mangan thì chúng ta có thể đổ dày hơn nếu kim loại nặng nhiều hoặc là phèn nhiều. Các bạn có thể tính toán sao cho hợp lý đối với từng nguồn nước mà chúng ta đổ dày hoặc mỏng khác nhau. Ở đây chúng tôi tính tương đối, các bạn có thể tham khảo để ứng dụng và xử lý. Đối với những nguồn nước phèn, chúng tôi dùng những loại vật liệu này để khử phèn. Phía trên lớp mangan, chúng tôi đổ một lớp cát 15 cm, cũng 40 kg, bằng với lớp sỏi ở dưới. Lớp cát này có chức năng là loại bỏ các cặn bẩn, các tạp chất trong nước. Các hạt này được loại bỏ trước khi lọc qua lớp mangan và lớp than ở phía dưới, từ đó sẽ xử lý được hiệu quả hơn.
và lớp cặn ở trên sẽ được loại bỏ thải ra ngoài khi chúng ta xả ngược định kỳ. Ở video sau, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách xả ngược, xúc xả và vận hành buồng lọc. Các bạn nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để nhận được video đó. Và nếu các bạn có thắc mắc gì thì cứ để lại bình luận ở phía dưới, chúng tôi sẽ trực tiếp giải đáp thắc mắc cho các bạn. Lớp trên cùng, chúng ta đổ một lớp hạt Aluwat. Hạt này có chức năng xúc tác, giúp quá trình chuyển hóa phèn sắt diễn ra nhanh hơn. Khi đó, phèn sẽ kết tủa và tạo thành cặn, khi qua lọc sẽ được hiệu quả hơn. Lớp hạt Aluwat xúc tác này chúng ta đổ khoảng 10 kg. Lớp này thì chúng ta đổ vừa đủ thôi, không cần đổ nhiều lắm. Ngoài ra, các bạn có thể bổ sung lớp hạt nâng pH ở trên lớp cát để pH trong nước được tăng lên ổn định, qua các lớp vật liệu lọc ở phía dưới xử lý tốt hơn. Đối với những nguồn nước pH thấp, còn ở đây pH ổn định trong khoảng từ 6 tới 8 thì chúng tôi không khuyến cáo các bạn sử dụng lớp hạt nâng pH đó nữa. Các bạn tự linh động chọn các lớp vật liệu lọc sao cho phù hợp. Và những lớp vật liệu lọc này các bạn có thể ứng dụng để khử phù sa trong nước sông, khử clo trong nước thủy cục và đặc biệt là khử phèn trong nước giếng khoan. Phía trên cùng chúng ta để 35% trống, không đổ vật liệu lọc. Lớp này chúng ta để dùng chứa nước. Lớp này chúng ta không để quá nhiều mà cũng không quá ít. Chúng ta để vừa đủ để có thể chứa được nước. Nước được lọc qua các lớp vật liệu lọc được hiệu quả. Nếu khoảng trống này quá nhiều, nước đi qua lớp vật liệu nhanh, do đó hiệu quả xử lý sẽ không được đảm bảo. Còn nếu khoảng trống chúng ta để quá ít thì nước sẽ ra chậm và lưu lượng nước không đạt yêu cầu để chúng ta sử dụng. Do đó chúng ta cần tính toán sao cho phù hợp. Với những lớp vật liệu lọc như tôi tính ở bồn 200 lít này, các bạn có thể tự nhân lên để tính đối với bồn 500 lít. Nếu bồn 500 lít thì chúng ta nhân số lượng trên với 2,5 lần. Ví dụ như lớp sỏi thì đối với bồn 500 lít chúng ta tính ra được 40 nhân 2,5 là 100 kg. Tương tự các lớp vật liệu trên chúng ta cũng tính tương tự, nhân lên 2,5 lần. Và đối với bồn 220 thì các bạn cũng tự tính ra được. Nếu bồn 220 thì chúng ta nhân lên 1,1 lần. Ví dụ như lớp sỏi 40 kg thì chúng ta nhân với 1,1 thì sẽ ra 44 kg đối với bồn 220 lít. Từ công thức này các bạn có thể tự tính ra đối với bồn lớn hơn hoặc bồn có thể tích nhỏ hơn. Tiếp theo chúng tôi sẽ đưa ra phần công thức tính cho các bạn tham khảo để tự tính được. Chúng ta có công thức tính thể tích như sau: V bằng R bình nhân với số pi nhân với H. Công thức này ứng dụng để tính thể tích hình trụ, có thể tính được cục lọc, buồng lọc. Còn những thể tích như bể xay chúng ta sẽ tính ở công thức khác. Trong đó R là bán kính buồng, bán kính thì bằng đường kính chia đôi. Số pi là mặc định 3,14. Còn H là chiều cao, chiều cao của buồng lọc hoặc cục lọc. Chúng ta có thể tham khảo ví dụ sau đây. Bài toán đưa ra là tính thể tích lớp sỏi dài 15 cm, tương đương với 0,15 m, với thể tích bồn 200 lít có bán kính là 250 mm, tương đương với 0,25 m. Bán kính của bồn 200 lít là 0,25 m nha các bạn. Đường kính của nó là 500 mm. Từ công thức trên chúng ta có thể tính được thể tích của sỏi: R bình nhân pi nhân H bằng 0,25 bình phương nhân 3,14 nhân cho chiều cao là 0,15. Chúng ta tính ra được con số là 0,0294 m³. Chúng ta đổi ra lít luôn là 29,4 lít. Và từ đó chúng ta tính ra được trọng lượng của sỏi là 29,4 nhân 1,4 bằng 41,16 kg. 1,4 là trọng lượng riêng, lúc nãy tôi đã có giới thiệu cho các bạn của từng loại vật liệu lọc. Trọng lượng riêng của sỏi là 1,4 nha các bạn. Và những loại vật liệu khác các bạn có thể áp dụng công thức này
và tham khảo cái trọng lượng riêng của từng loại vật liệu lọc để các bạn đổi từ thể tích ra khối lượng cho con số chính xác, hoặc các bạn có thể đổi ngược lại từ khối lượng sang thể tích. Công thức này theo kinh nghiệm chúng tôi lắp qua nhiều công trình tính ra cũng khá chính xác. Nếu các bạn có công thức khác tính hay hơn thì cứ để lại ý kiến và góp ý cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp thu và phát triển ở những video sau. Chúng tôi rất hoan nghênh các ý kiến đóng góp của các bạn. Và như vậy là tôi đã chia sẻ đến các bạn cách tính và cách chọn loại vật liệu lọc cho bồn lọc 200 lít. Tương tự cho bồn 500 lít các bạn cũng tự tính được. Các bạn tham khảo để chọn loại vật liệu lọc và tự tính, tự làm ở nhà mà không tốn tiền thuê công, giảm bớt chi phí, có được nguồn nước sạch sử dụng cho gia đình. Nếu quý khách hàng có nhu cầu mua vật liệu lọc nước hay linh kiện về tự lắp thì có thể liên hệ số hotline hoặc chủ động để lại số điện thoại, chúng tôi sẽ trực tiếp liên lạc cho quý khách hàng. Chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại vật liệu lọc cũng như linh kiện lọc nước. Bồn nước thì các bạn có thể tự mua ở địa phương cũng như ống. Nếu các bạn cần lắp sẵn thì chúng tôi cũng có thể lắp sẵn gửi về cho quý khách hàng. Tùy theo địa phương, chúng tôi gửi theo xe hoặc gửi theo phương thức nhanh nhất, tiện nhất cho quý khách hàng nhận được. Quý khách hàng có thể truy cập vào website awalai.com.vn để tham khảo thêm một số linh kiện và sản phẩm khác. Xin cảm ơn quý khách hàng đã dành thời gian theo dõi video clip. Hẹn gặp lại ở video phần sau. Tôi sẽ chia sẻ những vấn đề liên quan đến lọc nước cũng như những vấn đề liên quan tới bồn lọc để các bạn có thể hình dung và biết cách tự làm để có cái nhìn tổng quan hơn.